Xin chào, đã quay trở lại với MBA Channel. Lại là mình đây. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sự lựa chọn cực kỳ ngon trong cái phân khúc giá đó chính là dưới 4 triệu. Đó chính là chiếc Vivo U10 này. Thì theo mình thấy rằng là với phân khúc giá dưới 4 triệu thì Vivo U10 nó sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều điểm đáng chọn. Ví dụ như là dung lượng RAM, ROM lớn này, dung lượng pin cực kỳ trâu lên đến là 5000 mAh và còn rất là nhiều thứ khác thì bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và trước bắt đầu video, nếu bạn nào muốn đặt hàng cái sản phẩm Vivo U10 này thì Thế Giới Di Động đang cho đặt trước cái sản phẩm này với mức giá chỉ là 3.690.000 đồng mà thôi. Thì mình thấy rằng là nếu anh em muốn mua cái sản phẩm Vivo U10 này mà được giảm trực tiếp 300.000 thì chúng ta nên đặt ngay bây giờ. Còn hết ngày 16 tháng 12 thì nó sẽ quay về giá gốc là 3.909.000 đồng hay sao ấy. Anh em có thể tham khảo nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đánh giá một chút về phần đóng hộp để xem là với một cái sản phẩm có mức giá rẻ đến từ nhà Vivo thì nó sẽ có những gì bên trong cũng như là nó sẽ khác gì so với những cái sản phẩm khác nhá. Đầu tiên thì về cái form đóng hộp thì với sản phẩm Vivo U10 nó sẽ sử dụng một chung cái form đến từ nhà Vivo. Khi chúng ta sẽ có dòng chữ logo của Vivo ở đây và dòng chữ U10 chính là tên sản phẩm. Các bạn sẽ có phiên bản là 4GB RAM cộng với 64GB bộ nhớ trong. Còn về phần mặt sau thì các bạn sẽ có ở đây là tem xuất nhập khẩu này, cũng như là một số thông số kỹ thuật cơ bản của cái sổ này, chạy con chip số gần này, sạc nhanh này, pin trâu, và chúng ta sẽ có bộ 3 camera AI các thứ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp luôn để xem là bên trong này nó sẽ có những gì nhá. Và khi mở hộp ra thì với cái sản phẩm Vivo U10 thì mình thấy rằng là nó sẽ có phần tương tự như những cái sản phẩm đến từ nhà Realme cũng như Xiaomi. Khi các bạn sẽ có một cái hộp ở phía trên, và cái hộp ở phía trên này thì nó sẽ đựng ở đây, đó chính là một cái ốp silicone. Và cái ốp silicone này thì mình thấy rằng nó rất là cao cấp các bạn ạ. Nó xịn hơn hẳn những cái ốp silicone có bán ngoài thị trường. Và các bạn sẽ có đó chính là một cái tập sách hướng dẫn sử dụng rất là dày, và que chọc sim nó sẽ nằm ở đây. Cùng với đó thì bên dưới các bạn sẽ có ở đây, đó chính là chiếc Vivo U10 của chúng ta. Đấy, được đặt khá là ngay ngắn, mình sẽ bỏ em nó sang một bên và chúng ta cùng nhau xăm soi qua phần phụ kiện để xem là cáp sạc của nó sẽ có những gì nhá. Với phần cáp thì với sản phẩm Vivo U10 này thì mình thấy rằng là với phân khúc giá rẻ thì Vivo U10 cũng chỉ được trang bị cái cáp sạc, đó chính là cáp sạc micro USB mà thôi. Như vậy là chúng ta không có cáp sạc Type-C trong cái phân khúc giá này. Thì đây là một trong những điều mình thấy rằng nó khá đáng tiếc một chút. Phải chi mà Vivo nâng cấp lên cổng sạc Type-C thì nó sẽ tốt hơn. Và ngoài ra thì về cái phần củ sạc thì với củ sạc của sản phẩm Vivo U10 chúng ta sẽ có là củ sạc sạc nhanh 18W luôn. Wow, như vậy thì đây là một trong những điểm cộng của chiếc Vivo U10 này so với những cái sản phẩm khác có cùng phân khúc giá tầm 3.6 đến 3.9. Đó chính là tất cả về phụ kiện của các sản phẩm Vivo U10. Và bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với sản phẩm là chính này để xem là với chiếc Vivo U10 này nó sẽ có những gì nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóc siêu em nó ra. Wow. Và mình thấy rằng là với sản phẩm Vivo U10 này thì nó sẽ có một cái form thiết kế chung của những dòng smartphone có mức giá rẻ cũng như là tầm trung. Khi cái màn hình của nó là màn hình 6.3 inch, chúng ta sẽ có màn hình giọt nước này. Còn nói đến phần thiết kế mặt sau thì với phân khúc giá dưới 4 triệu đồng thì Vivo cũng chỉ được trang bị cho chúng ta đó chính là một cái phần mặt sau, và cái phần khung viền của nó chỉ được làm từ chất liệu đó chính là nhựa, và phần mặt sau thì nó sẽ là nhựa giả kính nha các bạn. Nhìn sơ qua thì mình thấy rằng nó rất giống kính luôn. Và với sản phẩm Vivo U10 này chúng ta sẽ có hai phiên bản màu sắc, đó chính là màu đen và màu xanh. Cá nhân mình thì mình thích màu xanh hơn, tại vì với phiên bản màu đen này thì nó rất là đơn độc, còn với màu xanh thì nó sẽ đổi được rất là nhiều màu sắc và có những họa tiết nó sẽ đẹp hơn. Và với sản phẩm Vivo U10 này thì chúng ta sẽ sử dụng một bộ 3 camera. Trong đấy chúng ta sẽ có camera chính với độ phân giải là 13 chấm này. Chúng ta sẽ có camera góc rộng với độ phân giải là 8 chấm. Và chúng ta sẽ có camera tele để hỗ trợ khả năng chụp ảnh xóa phông với độ phân giải là 2 chấm. Cùng với cụm đèn flash ở ngay phần dưới camera và có dòng chữ là AI Triple Camera ở đây. Các bạn sẽ có vị trí của cảm biến vân tay. Đấy, và cảm biến vân tay này thì mình đánh giá khá là nhanh. Và bên dưới các bạn sẽ có logo của Vivo. Bên cạnh phải các bạn sẽ có vị trí của phím nguồn cũng như tăng giảm âm lượng. Thì cá nhân mình thấy rằng là vị trí phím nguồn cũng như tăng giảm âm lượng của cái sản phẩm Vivo U10 này thì nó đặt khá là hợp lý. Mình có thể sử dụng cái phần ngón trỏ của mình để có thể là bấm vào phím nguồn, không, cái này ngón cái mới đúng, bấm vào phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng ở phía trên một cách rất là dễ dàng. Đấy, các bạn thấy này, không cần phải với lên quá cao. Và ở bên cạnh trên thì các bạn sẽ không có gì cả. Ở bên cạnh trái thì các bạn sẽ có cho mình vị trí của khay sim. Và bên cạnh dưới thì các bạn sẽ có ở đây, đó chính là cái dắt cắm tai nghe 3.5mm. Và các bạn sẽ có mic thoại này cùng với lại cổng sạc. Thì như mình đã nói từ đầu video, đó chính là nó sử dụng cho mình cái cổng sạc micro USB. Và chúng ta sẽ có, đó chính là vị trí của loa ngoài ở đây.
Và với sản phẩm Vivo U10 thì nó sẽ còn có camera trước có độ phân giải là 8 chấm và nó sẽ đi kèm với rất nhiều các công nghệ làm đẹp khác nhau, cho anh em có thể tự tin chụp ảnh và up lên trực tiếp Facebook mà không cần phải qua những cái phần mềm chỉnh sửa nào khác. Và nói đến phần màn hình thì như mình đã nói thì nó sẽ có kích thước hiển thị là 6.3 inch. Chúng ta sẽ có kiểu màn hình là màn hình giọt nước nhé bạn. Nói chung thì đây là một cái kiểu màn hình chung của những con smartphone trong cái phân khúc giá rẻ rồi. Và đây là màn hình IPS và chúng ta sẽ có độ phân giải là HD Plus. Nói chung thì về cái phần màn hình này thì mình đánh giá nó là một cái mức khá trong phân khúc giá này. Và với lại cái màn hình là HD Plus trên kích thước là 6.35 inch thì mình thấy rằng là chất lượng hiển thị của nó dừng lại ở cái mức ổn thôi các bạn ạ. Còn nói tốt thì chắc chắn là cái màn hình này nó sẽ không phải là một trong những cái màn hình hiển thị xuất sắc nhất trong cái phân khúc giá này. Khi các bạn nhìn kỹ về cái màn hình này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ hơi bị rổ nhẹ một chút. Tuy nhiên thì nếu các bạn đặt xa mặt của mình, mắt của mình tầm 20cm thì bạn sẽ không thấy được những cái chi tiết rổ trên màn hình này. Nhưng mà thường thường thì chúng ta xem điện thoại thì chúng ta sẽ xem ở cái khoảng cách là tầm 20-30cm thôi, chứ chả thấy ai mà xem điện thoại mà dí sát mắt vào màn hình cả. Ok, còn nói sâu hơn về phần bên trong thì với sản phẩm Vivo U10 này, hiện tại thì nó đang chạy cho mình cái hệ điều hành Android 9.0 và nó sẽ được tùy biến trên nền FunTouch OS 9.1 các bạn. Thì nói về hệ điều hành FunTouch OS thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để chia sẻ. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái theme, những cái hình nền riêng và rất nhiều phần mềm bảo mật cũng như là phần mềm hỗ trợ khả năng trải nghiệm của chúng ta. Ví dụ như là phần mềm Game Center và trong này chúng ta sẽ có những chế độ dành riêng cho gaming để tăng hiệu suất của máy. Và để chạy mượt được cái giao diện là FunTouch OS 9.1 này thì hiện tại với chiếc Vivo U10 nó đang được trang bị cho mình con chip Snapdragon 665. Thì đây là một trong những con chip mình đánh giá rất cao trong phân khúc giá rẻ các bạn ạ, khi mức giá chỉ dưới 4 triệu thôi mà chúng ta đã có con chip 665 rồi. Và ngoài ra thì các bạn sẽ còn có một dung lượng RAM và ROM rất là lớn, khi chúng ta sẽ có dung lượng RAM là 4GB và ROM là 64GB, tha hồ có thể là chạy đa nhiệm cũng như là lưu trữ rất nhiều bộ phim cũng như hình ảnh khác nhau. Và với một cấu hình như vậy cộng với điều hành FunTouch OS thì mình thấy rằng là với chiếc Vivo U10 này thì nó chạy rất tốt những cái tác vụ sử dụng hàng ngày như là Facebook, Zalo hay là xem những cái video trên TikTok chẳng hạn. Và nếu bạn nào chơi một số tựa game như là PUBG Mobile thì nó vẫn có thể chơi được ở cái mức đồ họa là 30fps. Và các bạn chơi Liên Quân thì chúng ta có thể cài đặt được ở cái mức đồ họa là trên 60fps các bạn ạ. Nhìn chung thì về trải nghiệm game của con này rất là ổn trong cái phân khúc giá là gần 4 triệu. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với một cái điểm thực sự rất là mạnh của cái sản phẩm Vivo U10 này. Đó chính là dung lượng pin 5000mAh các bạn ạ. Với dung lượng pin 5000mAh đi kèm với con chip 665 thì mình thấy rằng là nếu như anh em sử dụng ít thì chúng ta có thể sử dụng được 2 ngày liên tục. Và nếu như bạn sử dụng với những tác vụ try hard hàng ngày, xem phim hàng chục giờ thì với sản phẩm Vivo U10 này nó cũng có thể giúp chúng ta có thể sử dụng được trong vòng 1 ngày các bạn ạ. Phải nói rằng là rất là ngon. Và hơn nữa thì với sản phẩm Vivo U10 này nó sẽ còn được trang bị khả năng sạc nhanh lên đến 18W. Và cái củ sạc trong máy của chúng ta đã được tặng kèm là củ sạc sạc nhanh rồi, chính vậy các bạn sẽ không cần phải đi mua bất kỳ củ sạc nào khác ngoài thị trường. Rồi, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau đánh giá về cái sản phẩm Vivo U10 này rồi. Và với sản phẩm Vivo U10 này thì mình thấy rằng đây cũng là một trong những cái đối thủ rất sừng sỏ trong cái phân khúc giá, đó chính là dưới 4 triệu. Khi chúng ta sẽ có một cấu hình rất là ổn với con chip 665 đi kèm với dung lượng RAM ROM lớn là 4 và 64GB. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái dung pin lên đến là 5000mAh thoải mái cho chúng ta dùng với những nhu cầu căn bản trong một ngày dài. Và sẽ được đi kèm với công nghệ sạc nhanh lên đến 18W. Chính vậy thì tốc độ sạc của con này cũng đánh giá là rất là cao trong phân khúc giá các bạn ạ. Vậy thì các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm Vivo U10 này và liệu có phân khúc giá tầm 3.690.000 đồng thì các bạn có đặt hàng sản phẩm này không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhà chat dưới phần bình luận của video này nhé. Còn video của mình xin tạm dừng tại đây. Nếu bạn cảm thấy thích video này đừng quên để lại cho mình một like và subscribe. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye. Nói chung là con này ngon phết đấy.